mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 của anh Hữu Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Skills 1, Work You Need 10 Energy Sources, các nguồn năng lượng các em nhé. Ở trong phần Skills 1 này thì chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu hai kỹ năng, đó là Reading và Speaking này. Đầu tiên thì chúng mình sẽ cùng đi tới kỹ năng đọc thông qua những bài tập đầu tiên nhé. Bài tập 1 thì yêu cầu các em là phải làm việc theo cặp này. Chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận những câu hỏi ở dưới đây nhé. Câu hỏi đầu tiên chúng mình có là What are the main energy sources in Vietnam? Tức là câu hỏi này thì đang yêu cầu các em là phải dự đoán này, hoặc là phải thảo luận với nhau và đưa ra câu trả lời xem là những cái nguồn năng lượng nào thì là nguồn năng lượng được sử dụng chính ở Việt Nam này. Ví dụ như đối với cô thì cô có thể dự đoán rằng đó là They are hydro energy and energy from coal. Ví dụ như đối với cô thì cô nghĩ rằng cái nguồn năng lượng chính ở Việt Nam thì đó là năng lượng thủy điện và năng lượng đến từ than đá này. Đối với câu hỏi thứ hai chúng mình có là What types of energy sources will we use in the future? Đối với câu hỏi này thì chúng mình sẽ cùng đưa ra mong muốn này, kỳ vọng, dự đoán của chúng mình về việc là những nguồn năng lượng nào thì sẽ được sử dụng ở trong tương lai nhé. Ví dụ như các em có thể đưa ra câu trả lời là We will use solar energy and wind energy in the future. Tức là hai nguồn năng lượng mà chúng mình sẽ sử dụng ở trong tương lai thì có thể là năng lượng mặt trời này và năng lượng gió, đúng không các em? Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đi tới bài tập thứ hai nhé. Ở bài tập này thì chúng mình sẽ có một bài đọc này. Mr. Lum is giving a lecture on energy sources. Và bài đọc này thì sẽ là về một cái bài giảng của Mr. Lum về các nguồn năng lượng này. Và chúng mình sẽ cần phải đọc cái đoạn text ở dưới đây. Và chúng mình cũng sẽ cùng chú ý tới cái nội dung ở trong này. Bởi vì sau đó thì chúng mình còn có bài tập Choose the best option A, B or C để có thể là hoàn thiện cái bài tập đó nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào đọc bài thôi nào. Hello class, today I'd like to tell you about two energy sources. They are non-renewable sources and renewable sources. Như vậy thì đầu tiên này, Mr. Lum đã nói rằng ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn nghe về hai nguồn năng lượng, đúng không nào? Và đó là những nguồn không thể tái tạo này, non-renewable sources, và nguồn có thể tái tạo, renewable sources. Vậy thì đây sẽ là cái chủ đề của cái bài mà chúng mình sẽ cần phải đọc này, đó là về hai nguồn năng lượng tái tạo và không thể tái tạo, đúng không các em? Non-renewable sources are coal, oil and natural gas. Đầu tiên thì thầy đã giới thiệu rằng các nguồn không thể tái tạo được là than, dầu và khí tự nhiên này. We can use these sources to produce energy. Và tiếp theo thì thầy đã giới thiệu rằng chúng ta có thể sử dụng những nguồn này để sản xuất năng lượng, đúng không kem? They are cheap and easy to use. Và tiếp theo thì thầy nói tới lợi ích của những nguồn năng lượng này, đó là chúng rẻ và dễ sử dụng này. People use them a lot. Và chính vì những cái lợi ích đó mà mọi người sử dụng chúng rất là nhiều. But they are very limited and will run out soon. Thế nhưng sau đó thì thầy đã nhắc tới việc là chúng có những cái bất lợi, đó là rất là hạn chế này và có thể là sẽ sớm cạn kiệt, đúng không kem? Renewable sources come from the sun, wind or water. Và tương tự thì thầy cũng giới thiệu là nguồn năng lượng tái tạo thì là những cái nguồn nào này, đến từ đâu này. Vậy thì nguồn tái tạo đến từ mặt trời, gió hoặc là nước, đúng không kem? When energy comes from the sun, we call it solar energy. Và đầu tiên thì đối với năng lượng mà đến từ mặt trời thì thầy cũng cho học sinh biết về cái tên gọi của nó này, đó là năng lượng mặt trời, solar energy. Wind energy comes from the wind and hydro energy comes from water. Và tiếp theo thì thầy cũng đã giới thiệu về tên gọi của hai loại năng lượng còn lại là năng lượng gió thì đến từ gió này và năng lượng thủy điện thì đến từ nước, đúng không kem? Renewable sources are available, clean and safe to use. Và tương tự thì sau khi mà thầy đã giới thiệu về cái đặc điểm nổi bật nhất của renewable sources này thì thầy cũng nói tới lợi ích của nguồn năng lượng tái tạo, đúng không kem? Như vậy thì nguồn tái tạo thì có cái lợi ích đó là chúng luôn sẵn có này, sạch sẽ và an toàn khi sử dụng. Available, clean and safe to use. Và sau đó thì thầy cũng đã nhắc tới cái mặt hạn chế này, cái bất lợi khi mà chúng mình sử dụng cái nguồn năng lượng này. But they are expensive to produce. Vậy thì cái bất lợi của cái nguồn năng lượng này đó là về chi phí này, chúng đắt đỏ hơn để có thể sản xuất này. In the future, we will rely more on renewable energy sources. Và tiếp theo thì thầy cũng đã nói rằng là trong tương lai thì chúng ta sẽ dựa nhiều hơn này vào cái nguồn năng lượng tái tạo. Bởi vì sao nhỉ?
bởi vì they are better for the environment and they will not run out. Vậy thì lý do mà trong tương lai chúng mình sẽ dựa nhiều hơn vào cái nguồn năng lượng này, đó là bởi vì chúng tốt hơn trong môi trường và sẽ không bị cạn kiệt giống như là non-renewable sources, đúng không kem? Vậy thì sau khi mà chúng mình đã nắm rõ được về nội dung của bài reading này thì chúng mình sẽ cùng đi tới việc là khoanh tròn vào cái đáp án chính xác để có thể hoàn thiện từng câu một ở dưới đây nhé. Đầu tiên chúng mình có một câu là non-renewable sources are cheap and. Như vậy thì ở đây chúng mình sẽ cần tìm một từ hoặc là một cụm từ này mà nó mô tả đặc điểm của nguồn không thể tái tạo mà giống như cái việc là chúng rẻ này. Chúng mình có thể tìm được thông tin. Đó là khi mà thầy Lâm giới thiệu về những cái nguồn mà không thể tái tạo này thì thầy đã nói rằng nguồn năng lượng này rẻ và dễ sử dụng. They are cheap and easy to use. Như vậy thì bên cạnh cái đặc điểm là cheap là chi phí rẻ này thì chúng còn easy to use, tức là đáp án B đúng không kem? Tiếp theo chúng mình sẽ có câu thứ hai. Come from the sun, wind or water. Như vậy thì câu này đang cần một cái cụm từ nào đó này, chỉ một cái nguồn năng lượng mà nó đến từ mặt trời, gió hoặc là nước đúng không nào? Các em có thể tìm thấy thông tin ở câu đầu tiên của đoạn văn thứ 3 này, tức là sau khi mà giới thiệu về nguồn năng lượng không thể tái tạo thì thầy đã giới thiệu tiếp về nguồn năng lượng tái tạo và thầy nói rằng nguồn năng lượng này đến từ đâu nhỉ? Renewable sources come from the sun, wind or water. Như vậy thì chúng mình sẽ cần chọn đáp án là A. Đó là nguồn năng lượng tái tạo đúng không kem? Renewable sources. Tiếp theo chúng mình sẽ có câu thứ 3 này. When energy comes from water, we call it. Tức là ở đây chúng mình đang cần tên gọi của loại năng lượng mà đến từ nước đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ tìm ra được cái thông tin cho câu này. Đó là khi mà thầy giới thiệu về tên gọi của ba loại năng lượng tái tạo mà đến từ gió, mặt trời và nước đúng không nào? Năng lượng gió đến từ gió này và năng lượng thủy điện thì đến từ nước. Như vậy thì chúng mình sẽ có câu trả lời là hydro energy, năng lượng thủy điện các em nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ có câu thứ tư này, renewable energy sources are better for. Tức là những cái nguồn năng lượng tái tạo thì tốt cho điều gì này? Sẽ tốt cho môi trường, tốt cho xe hơi của chúng ta hay là tốt cho năng lượng thủy điện nhỉ? Chúng mình có thể tìm thấy được thông tin này khi mà thầy Lâm nói rằng trong tương lai chúng ta sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo. In the future, we will rely more on renewable energy sources. Và thầy cũng nêu ra lý do ở ngay đằng sau. Đó là they are better for the environment and they will not run out. Như vậy thì nguồn năng lượng tái tạo thì sẽ tốt cho môi trường của chúng ta nhé. Chúng mình sẽ có đáp án A, the environment này. Tiếp theo các em sẽ có bài tập thứ 3 này. Ở bài tập này chúng mình cũng sẽ là cùng nhau đọc lại cái đoạn text một lần nữa. Và chúng mình cũng sẽ cùng trả lời những câu hỏi ở dưới đây nhé. Câu hỏi đầu tiên chúng mình có là how many energy sources are there? What are they? Ở đây thì chúng mình có tới hai câu hỏi trong câu 1 này. Có bao nhiêu nguồn năng lượng được nhắc đến này và chúng là những nguồn nào? Vậy thì các em có thể thấy được rằng là ngay khi mà mở đầu bài giảng của mình thì thầy Lâm đã giới thiệu trước lớp rằng hôm nay thầy sẽ nói tới hai nguồn năng lượng đúng không nào? Thì đây là con số để có thể trả lời cho câu hỏi how many này. Còn đối với câu hỏi what are they thì cũng ngay sau đó là thầy cũng nhắc tới tên của hai loại năng lượng, đó là không thể tái tạo và tái tạo đúng không kem? Chúng mình sẽ có câu trả lời hoàn chỉnh, đó là there are two, they are non-renewable and renewable. Tiếp theo chúng mình sẽ có câu thứ hai này. What do non-renewable sources include? Là câu này thì muốn hỏi về việc là các nguồn không thể tái tạo thì bao gồm những gì này. Chúng mình cũng có thể tìm được cái vị trí thông tin khi mà thầy Lâm đã giới thiệu nguồn năng lượng không thể tái tạo chính là than đá, dầu và khí tự nhiên. Như vậy thì chúng mình sẽ cùng nhắc tới tên của ba loại này ở trong câu trả lời hoàn chỉnh nhé. They include coal, oil and natural gas. Tiếp theo chúng mình sẽ có câu thứ 3 này. What are the advantages of renewable energy? Câu này thì muốn biết về ưu điểm của năng lượng tái tạo là gì? Đối với câu này thì chúng mình có là thầy Lâm đã liệt kê những ưu điểm của nguồn năng lượng có thể tái tạo, đó là luôn có sẵn này, sạch sẽ và an toàn khi sử dụng đúng không nào? Chúng mình cũng sẽ nhắc tới ba cái ưu điểm này ở trong câu trả lời hoàn chỉnh như sau. Is available, clean and safe to use. Tiếp theo chúng mình sẽ có câu hỏi cuối cùng này. What will we rely more on in the future? Tức là câu hỏi này thì muốn hỏi về việc là chúng ta sẽ dựa vào điều gì nhiều hơn ở trong tương lai đúng không nào? Vậy thì ở cuối bài giảng này thì thầy Lâm đã khẳng định rằng trong tương lai chúng mình sẽ dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng tái tạo đúng không kem? Vậy thì chúng mình sẽ có câu trả lời hoàn chỉnh là We will rely more on renewable energy sources in the future.
Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đi tới phần speaking, phần nói nhé. Đối với phần này thì các em sẽ cùng làm việc theo nhóm ở bài tập thứ tư này. Chúng mình sẽ cùng nhau là thảo luận và đưa những cái từ hoặc là những cái cụm từ ở phần cột bên trái này vào trong cái cột thích hợp là lợi ích, advantages, hoặc là bất lợi, disadvantages nhé. Ví dụ như ở cột lợi ích này thì chúng mình có thể cho easy to use là một lợi ích này, đó là việc dễ sử dụng đúng không nào? Vậy thì đây chắc chắn sẽ là một lợi ích này. Lợi ích thứ hai mà các em có thể có được đó là cheap, đó là về mặt chi phí này. Thì nếu như cái gì rẻ thì đây có thể được gọi là một cái lợi ích đúng không nào? Lợi ích thứ ba chúng mình có là available, tức là luôn có sẵn này. Tức là chúng mình sẽ không cần phải quá là khó khăn khi mà tìm kiếm nó đúng không nào? Lợi ích thứ tư chúng mình có thể có đó là safe to use. Đương nhiên rồi, nếu như mà nó an toàn thì đây chắc chắn sẽ là một lợi ích rất là đáng cân nhắc đúng không? Và một lợi ích khác có thể là good for the environment, tức là tốt trong môi trường của chúng mình này. Còn về mặt bất lợi, disadvantages thì sao nhỉ? Chúng mình cũng sẽ có run out. Một trong những cái bất lợi của những cái nguồn năng lượng mà chúng mình sẽ cần phải cân nhắc đó là nó có cạn kiệt hay không. Một bất lợi khác đó là limited, tức là có hạn này. Expensive, tức là đắt đỏ đúng không nào? Như vậy thì đây có thể sẽ là những cái advantages và disadvantages, những cái ích lợi và những cái bất lợi mà chúng mình sẽ cần phải cân nhắc khi mà chúng mình nói về nguồn năng lượng này. Và tiếp theo các em sẽ có bài tập thứ 5 nhé. Chúng mình sẽ cùng làm việc theo đôi này. Và các em cũng sẽ cùng nhau là hỏi và trả lời những câu hỏi về những cái ích lợi cũng như là những cái bất lợi của những cái nguồn năng lượng khác nhau nhé. Chúng mình có thể sử dụng những cái ích lợi và bất lợi mà chúng mình đã tìm được ở bài tập thứ 4 này. Ví dụ như ở đây thì cô có việc hỏi và trả lời về ích lợi cũng như là bất lợi của hydro energy, tức là năng lượng thủy điện này. What are the advantages of hydro energy? Đây là cách mà chúng mình có thể đặt ra câu hỏi cho người bạn của chúng mình để có thể hỏi về lợi ích của một cái nguồn năng lượng nào đó nhé. Is available, clean and safe to use? Vậy thì ví dụ ở đây đối với năng lượng thủy điện thì cái lợi ích của nó chắc chắn sẽ là luôn có sẵn này, sạch sẽ và rất là an toàn để có thể sử dụng đúng không nào? What are its disadvantages? Tiếp theo sẽ là câu hỏi về bất lợi của nó này. Is expensive to produce? Nó đắt đỏ để có thể sản xuất này. Như vậy thì qua bài học ngày hôm nay chúng mình đã được học về hai kỹ năng, đó là kỹ năng đọc và kỹ năng nói này. Chúng mình cũng đã được học cách là đọc về những cái lợi ích như những cái bất lợi của các nguồn năng lượng. Và sau đó thì chúng mình cũng đã được học cách giao tiếp về những cái điều đó rồi đúng không nào? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một bài giảng sách giáo khoa nào sau này của anh Ngữ Gym nhé. See you soon.